Si Che không? Cứ hai đứa si từ sao mấy nhỉ? Ủa si đó. Mấy cái lưỡi thang đã bắt mau một toán, chi một toán. Chơi chơi tôm à, chơi chơi gì? Uo vía đã, chơi chơi. Chát vía đó. Chát. Bấm bấm tay hơi. Bay thang tràn con này. Ui. Một tay lên chân tay chi bị mờ này. Ăn ở đây. Ở tuần trăng đi. Ở tuần. Tam đất chạy đang rồi. Tay chơi chứ. Tay chơi. Yo. Tall, yeah. The zone up to tall. No moving. We stay still. Yeah, a lot of tall. Over there, it's a lot. They can maybe they sleep, they're sleeping.
because they're poor. They can swim, they can play, they can in the water. Bỏ chế anh ấy hay si fly chơi chẳng chi là bơi chẳng si ở đây bơi mắt sống sai nồi này ông vừa mạo ở phần môi 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 nửa mò chứ cần sắp mò trăm năm mò dụng mò nửa mò dụng mò nửa 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 mò anh cả lớn nhỏ trẻ hả khoa nè đi chua tay giờ mà chị bóc kê mau mau à mà chị bóc kê khăm đếm được khăm tập bia tập bia tập bia xẹo với nhau cái bơ lại
Yes, monkey reaction when they see the crocodile moving. Yes, they maybe they are afraid of the crocodile. It's over there. Get out from the water and take some nap maybe. Do you see the sound? The monkey, yes, they always saw that sound. Maybe they, I'm not sure, maybe they playing or they make some attractive sound or voice. Yeah, this monkey is sleepy, is sleeping now. He take a good pose and take some nap and yeah, that do you see his hand right? So, yes, this the female. Oh no, not female. It's male monkey. Yes, sleep so well. Drop his hand and sleep and. What is he taking? Eating or just? Yeah. Let's go to see that monkey. What they are doing? Thank you. Is this one is play in the? In the crocodile place, he played, but he didn't afraid. He didn't care the crocodile on the ground. He just played on the tree. Yeah.